Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cách khắc phục nỗi sợ hãi và đương đầu với lời từ chối trong kinh doanh MLM. Đây là một chủ đề rất quan trọng, đặc biệt là đối với những ai mới bắt đầu hoặc đang gặp khó khăn trong việc duy trì động lực. Nếu bạn muốn thành công trong kinh doanh MLM nhưng lại sợ bị từ chối, thì đây là những điều bạn cần biết. Đầu tiên, hãy hiểu rằng nỗi sợ hãi là một phản ứng tự nhiên của con người. Nó xuất phát từ bản năng sinh tồn, giúp chúng ta tránh xa những nguy hiểm. Tuy nhiên, trong kinh doanh, nỗi sợ hãi này có thể trở thành một rào cản lớn nếu chúng ta không biết cách kiểm soát nó. Hãy cùng nhau vượt qua nỗi sợ hãi này nhé! Trong kinh doanh MLM, đối mặt với nỗi sợ và sự từ chối là chuyện thường ngày. Nhưng bí mật nằm ở chỗ họ không từ chối bạn đâu. Khi ai đó nói không, họ có thể chỉ là chưa nhận ra giá trị sản phẩm của bạn. Và điều đó hoàn toàn bình thường. Hãy nhớ rằng ai cũng phải đối mặt với sự từ chối. Ngay cả những người thành công nhất trong MLM cũng nhận được nhiều câu không hơn có. Vậy điều gì khiến họ khác biệt? Họ không để sự từ chối cản bước, họ tiếp tục tiến lên, không ngừng học hỏi và cải thiện. Đây là một con số giúp bạn an tâm. Trung bình, cứ 10 người bạn tiếp cận thì sẽ có một người nói có. Hãy suy nghĩ về điều này. Mọi lời từ chối lại đưa bạn đến gần hơn với một lời đồng ý. Đó chính là sự tiến bộ. Lần tới khi ai đó từ chối bạn, hãy mỉm cười, bắt tay họ và cảm ơn họ đã dành thời gian. Luôn giữ thái độ tích cực. Thế giới ngoài kia có vô số khách hàng tiềm năng và sẽ có người đang chờ đợi sản phẩm của bạn. Vì vậy, đừng để sự từ chối làm bạn nản lòng. Hãy biến nó thành động lực để thúc đẩy bạn tiến lên. Mọi lời không chỉ là một phần trong hành trình đi đến thành công của bạn. Hãy tiếp tục cố gắng, giữ tinh thần lạc quan và luôn nhớ rằng bạn có sức mạnh để vượt qua mọi trở ngại. Cùng nhau chinh phục thành công trong MLM nhé! Để làm được điều này, bạn cần phải có một kế hoạch rõ ràng và kiên trì thực hiện nó. Hãy đặt ra những mục tiêu cụ thể và chia nhỏ chúng thành những bước nhỏ hơn, dễ dàng thực hiện. Điều này sẽ giúp bạn không cảm thấy quá tải và dễ dàng theo dõi tiến độ của mình. Ngoài ra, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Tham gia vào các nhóm hỗ trợ, các diễn đàn trực tuyến hoặc tìm kiếm một người cố vấn có kinh nghiệm trong lĩnh vực MLM. Họ sẽ giúp bạn có thêm động lực và cung cấp những lời khuyên quý giá. Hãy luôn nhớ rằng, sự từ chối không phải là sự thất bại. Nó chỉ là một phần của quá trình học hỏi và phát triển. Mỗi lần bị từ chối, bạn sẽ học được điều gì đó mới mẻ và cải thiện kỹ năng của mình. Đừng ngại thử nghiệm và thay đổi chiến lược nếu cần thiết. Một yếu tố quan trọng khác là sự kiên nhẫn. Thành công trong MLM không đến ngay lập tức. Nó đòi hỏi thời gian, nỗ lực và sự kiên trì. Hãy kiên nhẫn và không bỏ cuộc, ngay cả khi bạn gặp phải những khó khăn và thử thách. Cuối cùng, hãy luôn giữ tinh thần lạc quan và tin tưởng vào bản thân. Bạn có thể làm được điều này. Hãy tin rằng mọi lời từ chối chỉ là một bước đệm để bạn tiến gần hơn đến thành công. Hãy biến mọi lời từ chối thành một cơ hội để học hỏi và phát triển. Hãy nhớ rằng không có con đường nào dẫn đến thành công mà không có những khó khăn và thử thách. Điều quan trọng là bạn phải biết cách vượt qua chúng và tiếp tục tiến lên. Hãy luôn giữ vững niềm tin và động lực và bạn sẽ đạt được những thành công mà bạn mong muốn. Hãy luôn nhớ rằng bạn không đơn độc trong hành trình này. Có rất nhiều người đã và đang trải qua những khó khăn giống như bạn. Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng và học hỏi từ những người đi trước. Họ sẽ giúp bạn có thêm động lực và cung cấp những lời khuyên quý giá. Hãy luôn giữ tinh thần lạc quan và tin tưởng vào bản thân. Bạn có thể làm được điều này. Hãy tin rằng mọi lời từ chối chỉ là một bước đệm để bạn tiến gần hơn đến thành công. Hãy biến mọi lời từ chối thành một cơ hội để học hỏi và phát triển. Đó chính là sự tiến bộ. Lần tới khi ai đó từ chối bạn, hãy mỉm cười, bắt tay họ và cảm ơn họ đã dành thời gian. Luôn giữ thái độ tích cực. Thế giới ngoài kia có vô số khách hàng tiềm năng và sẽ có người đang chờ đợi sản phẩm của bạn. Vì vậy, đừng để sự từ chối làm bạn nản lòng. Hãy biến nó thành động lực để thúc đẩy bạn tiến lên. Mọi lời không chỉ là một phần trong hành trình đi đến thành công của bạn. Hãy tiếp tục cố gắng, giữ tinh thần lạc quan và luôn nhớ rằng bạn có sức mạnh để vượt qua mọi trở ngại. Cùng nhau chinh phục thành công trong MLM nhé! Hãy luôn nhớ rằng sự từ chối không phải là sự thất bại. Nó chỉ là một phần của quá trình học hỏi và phát triển. Mỗi lần bị từ chối, bạn sẽ học được điều gì đó mới mẻ và cải thiện kỹ năng của mình. Đừng ngại thử nghiệm và thay đổi chiến lược nếu cần thiết. Một yếu tố quan trọng khác là sự kiên nhẫn. Thành công trong MLM không đến ngay lập tức. Nó đòi hỏi thời gian, nỗ lực và sự kiên trì. Hãy kiên nhẫn và không bỏ cuộc, ngay cả khi bạn gặp phải những khó khăn và thử thách. Cuối cùng, hãy luôn giữ tinh thần lạc quan và tin tưởng vào bản thân. Bạn có thể làm được điều này. Hãy tin rằng mọi lời từ chối chỉ là một bước đệm để bạn tiến gần hơn đến thành công. Hãy biến mọi lời từ chối thành một cơ hội để học hỏi và phát triển. Hãy nhớ rằng,
Không có con đường nào dẫn đến thành công mà không có những khó khăn và thử thách. Điều quan trọng là bạn phải biết cách vượt qua chúng và tiếp tục tiến lên. Hãy luôn giữ vững niềm tin và động lực và bạn sẽ đạt được những thành công mà bạn mong muốn. Hãy luôn nhớ rằng bạn không đơn độc trong hành trình này. Có rất nhiều người đã và đang trải qua những khó khăn giống như bạn. Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng và học hỏi từ những người đi trước. Họ sẽ giúp bạn có thêm động lực và cung cấp những lời khuyên quý giá. Hãy luôn giữ tinh thần lạc quan và tin tưởng vào bản thân. Bạn có thể làm được điều này. Hãy tin rằng mọi lời từ chối chỉ là một bước đệm để bạn tiến gần hơn đến thành công. Hãy biến mọi lời từ chối thành một cơ hội để học hỏi và phát triển. Cùng nhau chinh phục thành công trong MLM nhé. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn thích và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích khác. Chia sẻ video này với bạn bè và đồng nghiệp của bạn để cùng nhau vượt qua nỗi sợ hãi và đạt được thành công trong kinh doanh MLM. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.